để trải lòng yêu thương đến với phận đời không may mắn bằng những hành động thiết thực. Ngày 16 tháng 5 năm 2015, Đoàn Thiện Tâm Charity Group đã phát phần quà hạt gạo thiện tâm định kỳ hàng tháng cho các hoàn cảnh khiếm thị tu học khóa niệm Phật tại chùa Hồng Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Đoàn xe vẫn âm thầm lăn bánh, bất chấp cái nắng nóng như thiêu như đốt để đem ngọn lửa hồng sưởi ấm cho những cuộc đời còn chìm trong giá buốt. Trên suốt chặng hành trình mà đoàn đã đi qua, mỗi một ngôi nhà, mỗi một cuộc đời, mỗi một phận người đều để lại trong lòng người đi một nỗi niềm nhân thế. Tất cả những người có mặt trên chuyến xe, không phải ai cũng đã cơm no áo ấm. Vẫn còn rất nhiều người trong số họ vẫn tạm bợ trong cảnh thiếu trước hụt sau. Tuy nhiên bằng sự yêu thương, bằng niềm đồng cảm và cả tấm lòng nhân ái, họ muốn sẻ chia một miếng cơm, một manh áo để làm ấm lòng những người kém may mắn hơn họ. Chương trình hạt gạo thiện tâm do nhóm Thiện Tâm Charity Group sẽ phát định kỳ hàng tháng đến các hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật không nơi nương tựa, người già neo đơn, người khiếm thị, trẻ mồ côi khắp ba miền đất nước. Ngoài ra, nhóm Thiện Tâm còn hỗ trợ xây nhà, xây cầu nông thôn, trao xe lăn cho người khuyết tật, khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho bà con nghèo ở vùng sâu vùng xa, đồng thời trao hòm từ thiện cho những gia đình nghèo, không thể lo nổi hậu sự cho người đã khuất. Mỗi người một nhịp cầu, nhanh chóng chuyển hàng xuống xe. Họ truyền tay nhau những phần quà tuy không nhiều về vật chất, nhưng đông đầy bao yêu thương. Gương mặt ai cũng rạng ngời hạnh phúc, mặc cho cái nóng cháy da của buổi trưa hè nóng bức. Những món quà nhằm động viên, giúp đỡ những người khiếm thị giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, xóa bỏ mặc cảm, vươn lên hòa nhập cộng đồng. Đoàn đã trao 120 phần quà, mỗi phần gồm 10 ký gạo, một thùng mì tôm, một chai dầu ăn 1 lít, một chai nước tương, một chai nước mắm, một hộp sữa, một phần bánh và tiền lì xì. Những việc làm tuy rất bình dị, rất đời thường, nhưng mang đầy ý nghĩa và đậm tính nhân văn. Trong dòng chảy bộn bề của cuộc sống, mọi người hãy dành cho mình những phút giây tĩnh tâm để lắng nghe và sẻ chia, để thêm sức mạnh và thắp sáng lên cho bao mảnh đời cơ cực, thoát khỏi màn đêm tăm tối của cái nghèo khó khăn, thiếu thốn. Một cái tâm thiện nguyện là biểu hiện của lòng từ bi, dẫn dắt chúng ta hướng đến cái chân thiện mỹ, để chúng ta thấy được sự vất vả, cơ cực của những mảnh đời bất hạnh, từ đó mở rộng tấm lòng và biết quan tâm san sẻ yêu thương, giúp đỡ mọi người nhiều hơn nữa.
chưa hè cần gió biển khơi. Có tình thương người đói được ăn, trẻ nghèo vui sống, người bệnh quá cơn. Có tình thương cây khô nảy mầm, con cá ra sông, chim về tổ ấm. Có tình thương loài người yêu nhau, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Có tình thương phiền não tiêu trừ, hận thù tan biến, chuyển hóa khổ đau. Chúng ta hãy nuôi dưỡng tình thương, để lòng mình chan chứa yêu thương, để muôn loài sống trong nhân ái, trái đất mãi xanh tươi, nụ cười nở trên môi. Trong cuộc sống và hy vọng rằng dòng chảy yêu thương ấy sẽ đem cho đời những hoa thơm trái ngọt. Hôm nay tôi nhận quà của đoàn từ thiện Thiện Tâm, tôi rất vui mừng và hoan hỷ, cảm ơn đoàn từ thiện Thiện Tâm A Di Đà Phật.
các tình nguyện viên đã hỗ trợ tài chính và công sức để chương trình đầy ý nghĩa nhân đạo này được thực hiện và duy trì, đồng thời phát triển trên khắp mọi miền đất nước. Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ có tình người là ở lại. Biết bao nỗi đau thầm lặng đang hiện hữu quanh ta, biết bao số phận bất hạnh đang tồn tại hiu hắt trong cõi đời này. Chúng ta hãy mở rộng cánh cửa trái tim, mở rộng tấm lòng nhân ái để thổi bùng lên ngọn lửa yêu thương, giúp những người bất hạnh hiểu rằng thế gian này vẫn luôn ấm áp tình người. Chúng ta hãy đồng hành cùng nhóm Thiện Tâm Charity Group, mở rộng vòng tay yêu thương, mang hạnh phúc đến với mọi người mọi nhà. Vì sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình.